Chào em, hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình học toán với thầy Tần. Chúng ta sẽ xét một chuyên đề nhỏ nhỏ, đó là dịch câu thông thường thành biểu thức logic. Thì có một số bạn khi làm bài tập cứ thắc mắc về cái chuyện cách dịch câu thông thường thành biểu thức logic, thì hôm nay thầy giáo sẽ diễn giải như thế nào. Thì dịch một câu thông thường thành một biểu thức logic thì nó sẽ làm mất đi tính không rõ ràng của loại ngôn ngữ hiện nay. Và hơn nữa, khi đã dịch một câu thông thường thành một biểu thức logic, ta có thể xác định giá trị chân lý của nó, cũng có thể xác định quy tắc suy diễn để suy luận về chúng. Ví dụ, hãy dịch câu sau thành biểu thức logic: nếu bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc nồng độ cồn trong máu của bạn vượt quá 80 độ thì bạn không được phép lái xe máy. Quy trình diễn đạt mệnh đề phức hợp thành các mệnh đề đơn, diễn đạt quy trình dịch câu thông thường thành biểu thức logic như sau. Bước thứ nhất là chúng ta diễn đạt mệnh phức thành các mệnh đề đơn. Nôm na là cái mệnh đề, cái câu của người ta cho, mệnh đề phức người ta cho thì chính là một câu phức hợp, và chúng ta sẽ tách ra thành những câu đơn. Sau khi tách ra rồi thì chúng ta sử dụng các phép toán logic phù hợp để liên kết các mệnh đề đơn lại với nhau, tức là các câu đơn lại với nhau. Chẳng hạn như và thì chúng ta dùng dấu hội, hoặc chúng ta dùng dấu tuyển, nếu thì chúng ta dùng kéo theo, vân vân. Bây giờ trở lại cái câu của chúng ta. Đây, nếu bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc nồng độ cồn trong máu của bạn 80 độ thì bạn không được phép lái xe máy. Tách ra nhá. Bạn chưa đủ 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì mình sẽ viết đây là mệnh đề. Ok, thì giáo để lại giáo cho cách xa thì cho dễ nhìn. Đây, đóng vào trong mệnh đề P đúng chưa? Nồng độ cồn trong máu của bạn vượt quá 80 độ. Đúng chưa? Là Q. Bạn được phép lái xe máy. Mình ký hiệu này vào. Được chưa nào? Rồi. Thế khi đó mình phải dùng kiểm tra xem các liên từ của nó như thế nào. Đây, xin mời. Đề 1, cấu trúc nếu thì. Nếu thì chắc chắn nó sẽ có dạng kéo theo rồi. Rồi. Bây giờ bạn chưa đủ 18 tuổi. Ok. Đây là chữ gì đây? Hoặc. Hoặc là gì nhỉ? Tuyển. Nồng độ cồn trong máu của tôi đó. Bạn được phép lái xe thì là ký hiệu lái là vậy, bạn không được phép lái xe này. Tất nhiên em có thể, các em có thể gọi R là mệnh đề bạn không được phép lái xe luôn thì nó sẽ thông thường. Chúng ta để cái câu xuôi, bạn được phép lái xe và tôn trọng người, tôn trọng người đối diện, bạn được phép lái xe đúng không? Thế là xong, rất đơn giản. Có gì đâu thắc mắc gì nhỉ? Có bạn có thể dịch ra thành cái câu thứ hai. Nôm na là như này: nếu bạn chưa đủ 18 tuổi thì bạn không được phép lái xe, và nếu bạn nồng độ cồn trong máu của bạn vượt quá 80 độ bạn cũng không được phép lái xe, đúng không? Thế là cái câu thứ hai. Để chốc nữa chúng ta sẽ, trong bài sau chúng ta sẽ chứng minh hai cái mệnh đề, hai cái biểu diễn này nó tương đương với nhau.
Đấy, đơn giản như vậy. Thế thì các em sẽ vận dụng vào làm cho thầy bài tập 1.4, 1.5, 1.6 1.7 1.9 1.8 à không 1.8 1.7 thôi nhé. Như vậy 1.4 1.5 1.6 1.7. Em thân mến, trên đây chúng ta vừa xét cái chuyên đề mà dịch câu thông thường thành biểu thức logic. Thế còn cái dịch biểu thức logic thành câu thông thường thì chúng ta sẽ làm ở trong giờ bài tập. Thầy hy vọng rằng mới một đoạn giải thích như trên thì các em sẽ dễ dàng giải được các bài tập trong môn logic. Chúc các em thành công. Tạm biệt, hẹn gặp lại.